Được thành lập năm 2011, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ hàng không An Bình là một trong những công ty hàng đầu trong cung cấp dịch vụ hàng không cho các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ban ngành cùng các tập đoàn kinh tế lớn và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị Việt Nam, các khách hàng tiềm năng. Với những mục tiêu đặt chất lượng phục vụ, coi lợi ích của khách hàng là trên hết, toàn thể đội ngũ lãnh đạo, quản lý và nhân viên của công ty đã cùng nỗ lực, cố gắng trong suốt một năm qua. Khép lại năm 2019, tập thể Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ hàng không An Bình đã đạt được những kết quả đáng tự hào, cơ bản đáp ứng mục tiêu đã đề ra. Đạt doanh số gần 700 tỷ đồng, phục vụ 300 khách hàng, hợp tác ký mới 44 hợp đồng, phục vụ 75 đơn vị khách hàng lớn và quan trọng, trở thành đơn vị góp phần lớn nhất về tỷ trọng các khách hàng lớn và quan trọng cho Vietnam Airlines. Năm 2019 vừa qua, với nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi công ty cần phải có những định hướng, mục tiêu chiến lược phù hợp với tình hình thực tế, lãnh đạo công ty đã vạch ra kế hoạch năm cùng những mục tiêu quan trọng. Thúc đẩy kinh doanh, nâng cao doanh số, khẳng định vị thế An Bình, bổ sung nhân sự, kiện toàn bộ máy, đáp ứng định hướng dài hạn của công ty, cải thiện chính sách, nâng cao đời sống, thúc đẩy môi trường làm việc gắn kết. Để thực hiện những mục tiêu đó, công ty đã bổ sung 2 vị trí phó giám đốc, bổ sung 2 vị trí phó phòng, bổ sung 1 vị trí trưởng dự án, thành lập phòng kinh doanh, bổ sung nhân sự các phòng ban, tổng cộng bổ sung 13 nhân sự mới, nâng tổng số nhân sự lên con số 60. Đội ngũ nhân sự đã sẵn sàng cho định hướng chiến lược giai đoạn 2020-2025. An Bình luôn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đội ngũ kinh doanh và chăm sóc khách hàng luôn lắng nghe và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh giúp khách hàng. Hoàn thiện và mở rộng hoạt động các chi nhánh tại các sân bay lớn trên toàn quốc để phục vụ các dịch vụ check-in, đón tiễn, hỗ trợ xử lý sự cố phát sinh tại sân bay được khách hàng đánh giá cao. Hoạt động vận hành các khâu, các phòng cũng được đổi mới theo hướng rõ ràng và hiệu quả hơn, kiện toàn và cải tiến các quy trình vận hành, xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động cho vị trí bán vé và kế toán công nợ. Công ty cũng tăng cường áp dụng công nghệ vào hỗ trợ các khâu, các bước theo hướng nâng cao hiệu quả, hiệu suất công việc chuyên môn, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Chính sách phúc lợi và đời sống tinh thần cũng được lãnh đạo công ty hết sức quan tâm. Tổng chi phúc lợi năm 2019 tăng 18% so với năm trước. Mảng văn hóa và đời sống của công ty cũng có những nét mới, tích cực với nhiều hoạt động, sự kiện, ghi nhận sự háo hức và tham gia nhiệt tình của anh em. Nỗ lực phấn đấu của từng cá nhân trong mọi hoạt động của công ty đã được ghi nhận một cách xứng đáng. An Bình đã giành được những thành quả đáng tự hào. Giữ vị trí trong top 10 đại lý hàng đầu của chi nhánh miền Bắc, hãng hàng không Vietnam Airlines, vinh dự nhận giải thưởng cao nhất dành cho đại lý phục vụ nhiều đơn vị khách hàng lớn, quan trọng và tỷ trọng bán khách hàng CA cao nhất. Đây là một phần thưởng đáng kể và các top đại lý đều mong muốn có được. Top đại lý hàng đầu của hãng hàng không Qatar, top 1 hãng hàng không Pháp, nhận giải top 5 đại lý hàng đầu của hãng hàng không Nga tính tại thị trường Việt Nam, nhận giải Best Partner của hãng hàng không Nga tính trên bình diện toàn cầu, và những giải thưởng khác sẽ được cập nhật trong thời gian tới. Những thành quả Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ hàng không An Bình đã đạt được hôm nay không phải chỉ là kết quả của năm 2019, mà là kết quả của cả một chặng đường nhiều năm nỗ lực, vượt khó, tích lũy, năng lực và uy tín. Năm 2019 khép lại cũng kết thúc giai đoạn 1 trong chiến lược phát triển của công ty. Năm 2020 khởi động giai đoạn chiến lược 2020-2025. Giai đoạn phát triển và nâng tầm An Bình trở thành công ty số 1 về dịch vụ hàng không và phi hàng không ở Việt Nam. Với sự đồng lòng, nhất trí và quyết tâm của tập thể cán bộ công nhân viên, An Bình chắc chắn sẽ còn vươn xa hơn nữa trong tương lai.